Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 11 tháng 6 trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn do một người đàn ông điều khiển xe máy ngang nhiên tạt qua nhiều làn đường để rẽ trái thiếu quan sát trong khi đèn xi nhan không có dấu hiệu sáng. Sau khi tạt qua đầu một số ô tô, lái xe máy vẫn thản nhiên rẽ trái mà không quan sát nên đã va chạm với một chiếc xe tải. Hậu quả người đàn ông thoát chết, chỉ bị thương trong khi chiếc xe máy bị xe tải đâm hư hỏng. Hành vi tạt đầu các phương tiện để rẽ mà không chú ý quan sát là hết sức nguy hiểm, vi phạm luật giao thông đường bộ. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do hành vi chuyển hướng, chuyển làn không chú ý quan sát, để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Theo Nghị định 100 năm 2019, xe máy không xi nhan khi chuyển hướng bị phạt 400-600.000 đồng. Nếu thiếu quan sát, chuyển làn, chuyển hướng không đảm bảo an toàn gây tai nạn, xe máy cũng bị xử phạt 4-5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2-4 tháng. Vì vậy, mỗi người cần chú ý quan sát khi tham gia giao thông, tuân thủ các quy định khi chuyển làn, chuyển hướng để đảm bảo an toàn giao thông.